bán là 5 khối. Và những khách hàng nào mình gõ, khách hàng nào mà có thu tiền trước, đặt cọc trước thì nó hiện chỗ này này. Các bạn thấy không, chỗ này, này bán hàng đặt cọc trước này, bán hàng đặt trước, nghĩa là những khách hàng nào đã đóng tiền. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần mềm chuyên tính tiền cho mô hình điện nước, vận đạch xây dựng hay là gạch men. Thì hôm nay mình giới thiệu cái tính năng mới của phần mềm. Tính năng mới đó là bán hàng thu trước. Có nghĩa là khách hàng nào đó có một công trình, người ta sẽ đưa cho mình người ta, với là công trình là người ta đưa số tiền trước với là 100 triệu hay 20 triệu, rồi sau đó người ta lấy tiền trừ dần. Ví dụ như là mình muốn điều kiện là khách hàng đưa tiền trước thì mình bán một cái giá nó khác thì nó rẻ hơn. Thì lúc đó khách hàng tới, thì những khách hàng nào mà đưa tiền trước thì nó sẽ bán rẻ hơn. Như vậy, hay là mình cho những đại lý cấp 1, cấp 2 là tùy mình. Thì hôm nay mình giới thiệu, đây là mình số nó sơ qua cái phần mềm trước. Vậy là cài đặt này. Thì trong cài đặt này nó có những tính năng ở đây để mình dùng cho chủ hay là người kế toán. Ví dụ như mình ví dụ đơn sơ đi, mình vào cái cài đặt hóa đơn. Thì trong cài đặt hóa đơn này á, thì nó điền những cái thông tin của cửa hàng công ty của mình vào. Địa chỉ, điện thoại, tất cả những thông tin hóa đơn thì mình sẽ điền vào đây. Và khi mình muốn in máy in nào thì đây, máy in này, in A4 loại nào thì mình sẽ tùy mình chọn. Đó. Thì những cái thông tin này mình điền vô xong thì mình sẽ có logo thì đi logo vào đây. Đó. Còn không thì thôi mình bỏ, tùy theo mình. Rồi mình điền thông tin xong mình sẽ bấm nút lưu là xong. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai, trong mạng nó có nhiều cái này như phân quyền này các bạn. Phân quyền thì trong mục này thì các bạn muốn cho nhân, đây nó có nhiều này, thì có quản lý, bán hàng, kế toán, nhân viên, thì những cái mục mình có dấu chết này thì mình được dùng. Còn những cái nào mình không cho nhân viên dùng thì mình bỏ dấu chết đi là không được dùng. Đó là những cái này mình sẽ từ sau qua thôi. Rồi tiếp theo thì đây cái mục quan trọng là mình nói về khách hàng. Đây mình cho khách hàng này, khách hàng thì các bạn thấy không, khách hàng này mình có một khách hàng này Trương Văn Thành này. Thì hiện tại khách hàng này á, mình đang cho là dùng giá là mình đang bán mức giá là giá 1. Thì bây giờ mình tạo một khách hàng nữa, ví dụ một khách hàng thêm một khách hàng đi, khách hàng là 0933173123, rồi tên là anh Thanh, rồi công ty toàn cầu, rồi địa chỉ Bình Dương. Cái này mình điền trước được không, thì khi mình bán hàng mình điền khách hàng thì tự động có luôn các bạn ha. Rồi ví dụ khách hàng này là ví dụ anh Thành này này là cái khách hàng này, mình cho là mức giá 1. Rồi ví dụ anh toàn cầu này này, mình cho mức giá là giá 2 đi. Mức giá 2. Đó, giá 2 có nghĩa là giá 2 thì như thế nào, thì mình sẽ nói các bạn xem rõ cái này. Đó. Ví dụ như là bây giờ một khách hàng tới mà mình cho khách hai khách hàng, một khách hàng mà mình thu tiền trước, một khách hàng là mình khách hàng nó muốn nạp tiền trước cho mình để cọc trước và người ta lấy hàng để trừ dần. Thì đó này thì mình thu này mình phí thu, như là thu khác đi. Thu khác thì mình cho khách hàng người nộp tiền là ví dụ anh Thành là 0909 này, đây công ty toàn cầu đây. Rồi số tiền như là 50 triệu. Rồi nội dung nộp là thu trước hay là đặt cọc đó thì mình ghi vào ha. Đặt trước rồi chứng từ đồng ghi vào, mình điền thông tin xong mình lưu lại ô là xong. Rồi bây giờ mình sẽ bán hàng các bạn. Thì mình nút sơ qua về cái hàng hóa. Đây hàng hóa đây, hình vô hàng hóa danh tên hàng hóa đây. Đây, đây mình cài một sản phẩm đây, các bạn thấy không? Đó, thì có này, đó, điện nước này, cái hàng điện nước này. Rồi, đá này gọi là dùng cho những cái vật liệu xây dựng. Rồi, gạch men này. Đó, gạch men thì có nhiều đây, mình có cài một số cho gạch men đây. Rồi, mình muốn cài thêm một hàng mới vô đây, mình thêm tàu mới này. Đó, ví dụ mình ghi là xi măng Hà Tiên 1.
Rồi, enter. Mình ghi là bao. Bao. Rồi, giá bán mình bán ví dụ như là 88.000 bao giá 1. Giá 2 là 87.000. Ví dụ như vậy đi. Xong, đó mình tạo xong cái tên. Rồi bây giờ các bạn bán hàng. Bây giờ mình bán hàng này. Giờ mình bán hàng đối với một khách hàng, bây giờ có thấy không? Trong đây này có là mở két xem trước công nợ và thanh toán. Bây giờ một khách hàng mình hàng khách hàng bình thường, bây giờ là 0933 của khách hàng đi. Mình bán hàng này. Mình bán hàng. Khách hàng là 09 vô vào khách hàng đây, công ty toàn cầu đi. Rồi mình bán gạch gạch men enter. Đó, thì khi mà khách hàng này á, khách hàng này là khách hàng là không đặt cọc trước thì mình cho bán giá là giá 1 này, thấy không? Giá 1 là số tiền là 126.000 này. Rồi mình bán như là 2 mét đi. Rồi giờ đá. Đá. Đá 12. Đó, nó bán vẫn bán là giá 1 thôi, thấy không? Rồi, đó là 2 khối. Rồi xong. Thì mình thì lúc đây đó thì nó không bao giờ có cái nút mà nút là bán thu trước. Rồi mình thanh toán. Rồi đồng ý. Đó, như thế này. Đó, thì có hóa đơn khách hàng này thì có tên khách hàng này, điện thoại này và địa chỉ. Đó, rất rõ ràng. Đó là khách hàng mình bán, một khách hàng là đại lý hay là khách hàng mua lẻ thì nó có tên như thế này. Rồi bây giờ mình bán một khách hàng mà người ta đưa tiền trước cho mình. Rồi mình vô nhập tên 09 09, mình gõ tên vô đây. Đây khách hàng là, đây khách hàng là công ty phần mềm toàn cầu. Giờ mình bán này cũng gạch đi. Rồi mình gạch. Thì khi các bạn thấy không, khi mà mình gõ khách hàng nào, khi mình đã gõ khách hàng nào lên mà khách hàng đó đã đóng tiền trước, đặt cọc trước thì nó sẽ bán một cái giá là giá 2, thì nó sẽ giảm đi 1.000 đồng, thấy không? Mã 126 bây giờ 125, giờ mình bán là 5 khối. Và những khách hàng nào mình gõ khách hàng nào mà có thu tiền trước, đặt cọc trước thì nó hiện chỗ này này. Các bạn thấy không, chỗ này bán hàng đặt cọc trước này, bán hàng đặt trước, nghĩa là những khách hàng nào đã đóng tiền trước cho mình rồi thì khi mình gõ khách hàng nó lên thì nó sẽ xuất hiện cái ô này. Ở cái ô này là ô bán hàng này này, ô là bán hàng đặt trước. Rồi bán tiếp như là đá. Đây. Hồi nãy anh đoán là đây thì nó nãy là 300.000 một khối, bây giờ nó bán giá 2 là 290.000 một khối, ba khối. Đó, còn thấy rõ ràng không? Rồi tiếp mình gạch tiếp đi. Đây, các bạn gạch đây. Đây, enter. Rồi, thì khi các bạn bán hàng xong, các bạn bấm nút này, bán hàng, đặt trước. Rồi, đồng ý. Đây, các bạn thấy không? Thì nó sẽ hiện là khách hàng này, điện thoại, địa chỉ này. Và nó sẽ là số tiền đặt trước là 50 triệu. Và hôm nay người ta mua những sản phẩm này là 1.729.000. Và số tiền còn lại của khách hàng đó là 48.271.000 đồng. Đó, rất rõ ràng. Thì khi mình in ra hóa đơn đi với khách hàng đã biết được là số tiền của mình còn lại là 48.271.000 đồng. Đó, đó là mình giới thiệu các bạn là cái số tiền đặt trước. Thì khi mình in ra hóa đơn thì nó vẫn hiện số tiền là số tiền khách hàng đã đặt cọc trước và đã mua hàng bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Rồi, bây giờ mình sẽ bán thêm một hóa đơn nữa coi. Rồi mình gọi tiếp khách hàng nó vào. Đây. Rồi. Bán tiếp đá 5 khối, tiếp tục gạch 10 ký đi. Rồi mình thanh toán tiếp lần nữa. Đây, nó sẽ ra tiếp. Thì số tiền đặt trước là nó còn lại 48.271.000 đồng. Và hôm nay mua tiếp là 2.700.000 đồng. Về số tiền còn lại hiện tại là 45.571.000 đồng. Đó, các bạn thấy rõ ràng. Mình giới thiệu các bạn về phần mềm chuyên bán cho về phần xây dựng gạch men hay là điện nước, vâng vâng. Và tính năng mới là tính năng là phía giao hàng đặt trước, thì những khách hàng nào mà có đặt trước tiền thì nó với rô hóa đơn này, hoặc là phía giao hàng đặt trước và số tiền đặt trước. Còn khách hàng nào mà không có đặt trước thì nó sẽ không hiện cái đặt trước. Ví dụ mình bán này, một khách hàng không đặt trước, ví dụ đây khách hàng không đặt trước thì nó bán bình thường gạch
Rồi tiếp tục đó. Rồi mình thanh toán. Đó, rất bình thường, không có số tiền đặt trước. Đó, nó phân biệt được là hóa đơn in ra hóa đơn khách hàng đặt trước và hóa đơn bán hàng bình thường để mình phân biệt là hai hóa đơn. Đó. Rồi xong thì cuối ngày các bạn có thể là xem trong đây có những hóa đơn in lại này, công nợ này và báo cáo bán hàng. Đó, các bạn thấy đã ra ra. Đó, ra ra. Đó. Thì trong hóa đơn bán hàng này các bạn thấy không? Khi mình xem báo cáo hóa đơn bán hàng thì trong này này mình có bán, hôm nay mình có bán 4 hóa đơn. Đó. Thì trong này đó thì có hai hóa đơn này là bán là tiền mặt và hai hóa đơn là khách hàng đặt trước, thì mình biết được là hôm nay có bao nhiêu khách hàng đặt trước lấy hàng và bao nhiêu khách hàng không đặt trước lấy hàng, rất rõ ràng, và tổng số tiền là bao nhiêu. Đó. Tiếp tục đây là cái bảng kê chi tiết bán hàng, hôm nay bán những loại nào, sản phẩm bao nhiêu và tổng tiền bao nhiêu. Đó, chi tiết đầy đủ. Nếu như các bạn nhập kho thì các bạn có cho vốn chỗ này và lãi chỗ này, rõ ràng. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Thì hôm sau mình sẽ cập nhật tiếp một phiên bản mới tiếp để cho các bạn theo dõi. Mong các bạn ủng hộ và sẽ theo tiếp cái video của mình.